Hello mấy bạn nha, thì hôm nay là một bài học rất là quan trọng mình muốn chỉ cho bạn. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn về bài học Coordinate System nha. Thì hai cái từ này, Cartesian Coordinate nhé. Đó, đây là cái hệ thống mà chủ yếu để mà viết program đó nha. Ok, thì nó cũng chẳng có gì là khó đâu, nhưng mà cái này là chỉ là cái từ tiếng Anh mà mình muốn các bạn biết thêm thôi. Thì Cartesian coordinate có nghĩa là đồ thị thôi, không có gì đâu mà khó nhá. Thì đầu tiên mình sẽ có hai cái mặt phẳng mà mình muốn nói với các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái trục này là trục x và trục y ha. Thì trục x và y này nó sẽ được ví như là cái bàn tiện nhé. Thì mình sẽ gọi cái bàn tiện đi, thì mình sẽ gọi là cái table nhé. Ok, và mình đã nói là x và y, đúng không ạ? Thì mình sẽ gọi x là gì? Thường trục tọa độ x mình sẽ có chữ axis nhé. Y mình sẽ có chữ axis. Nói chung là đó là cái trục tọa độ của máy tiện, thì nó sẽ gọi đơn giản là x và y, nhưng mà phải có chữ axis nữa, có nghĩa là trục đó các bạn. Rồi, thì thì ở đây mình sẽ cho các bạn ví dụ như là 1, 2, 3 và 4 nha. Ở bên đây mình sẽ có -2, -3 và -4 nha. Và còn nhiều con số khác nữa, thì ở đây cũng là 1, 2, 3, đây là -1, -2 và -3. Rồi mấy bạn ok chưa? Thì mình sẽ vừa học tiếng Anh vừa học tiếng Việt nên sẽ hơi khó, nên các bạn sẽ thì ráng thôi. Ok, thì khi mà mình nhìn vào cái đồ thị này, mình sẽ có 4 phần các bạn ạ. Thì phần này mình sẽ gọi là phần đầu tiên, phần 1 nha. Phần này mình sẽ gọi là phần số 2. Phần này mình sẽ gọi là phần số 3 nha. Ok, phần này là mình sẽ gọi là phần số 4. Thế thì 4 phần này tiếng Anh nó sẽ gọi là gì các bạn? 4 phần này nó sẽ gọi là quadrant ha. Quadrant. 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 Thì cái này nó sẽ gọi là quadrant. Thì cũng như vậy thôi, quadrant number 1. Này là quadrant number 2. Để mình ghi là quadrant. Đúng không? Này là quadrant number 2. Cũng tương tự như là quadrant number 3, cũng tương tự như là quadrant number 4. Thì đây là cái tên gọi của nó. Thì đối với lại quadrant number 1 này, các bạn thấy bên phần này nó sẽ là x cộng và y cộng đều tất cả đều cộng hết ha. Thì những cái đơn vị này là x cộng và y cộng hết. Thì đối với lại quadrant number 2 này mình sẽ thấy như thế nào bạn? Cái này là hướng âm ha. Thì mình sẽ có x âm và y, là hướng này là y cộng nhé, y cộng. Ok, rồi đối với lại quadrant number 3 này thì mình sẽ có là cái gì bạn? Cả x và y đều là âm hết, x âm và y âm, nhớ nha. Rồi, và cái quadrant này là quadrant number 4. Thì ở bên đây các bạn sẽ thấy hướng này là hướng của x cộng nè ha, và hướng này là hướng của y trừ. Đấy, thì ở cái chính giữa này người ta sẽ gọi là origin nhé. Origin. Đấy, và ở chính giữa thì nó sẽ gọi là origin nha các bạn nha. Thì tại sao origin có nghĩa là sao các bạn? Origin này, để mà mình nói nha, origin này là cái điểm của cái trục chính đó.
Thì giả sử như các bạn sẽ biết cái trục chính đúng không? Thì chính tâm tâm của cái trục chính mình, nói chung là điểm tâm của trục chính nó sẽ là cái điểm origin này. Thì mình giả sử như ok, bây giờ mình sẽ xóa đi những cái này nha, các bạn hiểu cho mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp. Ok các bạn ha. Thì ở đây mình sẽ gọi nó là điểm origin. Thì đây mình không có đủ chỗ, mình sẽ gọi nó là origin, có nghĩa là điểm gốc tọa độ không nha. Thì origin này mình có thể gọi nó sẽ là gì các bạn? Origin, origin có thể mình sẽ có tọa độ gọi là G 54, G 55 và cho đến G 59. Tùy theo mỗi người sở thích khác nhau mà họ đặt cái điểm origin này của họ là 54, 55 hoặc là 59. Nó sẽ không có theo một cái định luật nào cả. Nếu như bạn thích đặt cái đó là 59, G59 thì bạn sẽ đặt là G59. Thì giả sử như các bạn set up một cái bạc tên số 1 thì các bạn có thể đặt là G54. Bạn muốn đặt cái setup của mình hoặc là các bạn vẽ số 2, mình có thể lấy G59 để mà đặt cho cái origin. Rồi. Giả sử mình có một cái lót, thì giả sử mình có một cái cục bạc nó hình vuông và mình đặt trên cái bàn tiện. Và mình đặt trên cái bàn tiện có góc tọa độ là giống như là như vậy ha. Ví dụ vậy. Này là 3 inch. Này là 3 inch. Ok các bạn nha. Thì 3 inch với 3 inch này chúng ta sẽ hiểu ra cái gì? Thì khi mà mình đặt cái góc tọa độ như vậy mà mình muốn lấy G54 và G55 này, thì các bạn để ý nha. Cái này là điểm origin của mình. Thì bây giờ mình giả sử mình đặt cái G54 này nằm ở đây. G54 mình đặt ngay góc này. Thì khi mà các bạn nhìn vào cái này, à các bạn biết mình đang nằm ở vị trí quadrant number one. Đúng không ạ? Thì quadrant number one này mình sẽ biết nó là gì? S cộng và Y cộng. Thì mọi điểm như vậy nè các bạn, trong cái program, và khi mà các bạn viết program á, thì sao các bạn, thì những giá trị S và Y của G54 này sẽ đều là dương đó. Thì khi đó mình hiểu được những cái tọa độ nó dương như vậy rồi thì mình sẽ biết như thế nào đó. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Thì khi mà mình đặt ở đây G54 và mình lấy góc tọa độ ngay góc này ha, thì từ góc này nó sẽ đi ra đây và góc này đi ra đây, tất cả các điểm trên này đều sẽ là S cộng và Y cộng hết. Thì đó là cái mà mình hiểu về cái Cartesian coordinate system ha, Cartesian coordinate system. Ok đấy, còn cái cách mà mình lấy G54 nào này ở đâu, làm sao trên máy tính CNC, thì mình đã có một cái clip chỉ về nó rồi, thì các bạn có thể tìm lại những cái clip cũ của mình để mà các bạn coi. Rồi tiếp theo mình muốn nói gì các bạn nữa ta? Rồi thì giả sử như nếu như vậy nè, thì các bạn nhìn nha, để mình nói với nha. Cái này là gì? Cái này là hướng, cái này là right đúng không ạ? Cái này là hướng right, còn cái này là hướng left. Thì thường trong một cái bản vẽ đó, trong một cái program tiện CNC, nó sẽ có những cái thông tin để mà cái người set up máy, là cái người mà soạn máy á, họ biết để mà làm máy. Sorry nha, con cháu mình nó hơi ồn. Ok. Thì đó. Thì ví dụ như cái điểm origin, cái điểm G54 mình nằm ở điểm gốc tọa độ này, thì cái thông tin mà mình ghi vào máy á, cái thông tin á mà nó ghi vào RAM á, mình sẽ nói là như thế nào bạn? Mình sẽ nói như vậy. Left đúng không ạ? Ok, left. Left. Nhưng mà cái này là bottom. À,
Cái cảnh này là cảnh bơ đầm. Thì mình sẽ nói là bơ đầm. Bơ đầm, đúng không ạ? Bơ đầm. À, lép. Đấy, bơ đầm lép corner. Corner. Đó. Thì corner có nghĩa là góc, left là bên trái, bottom có nghĩa là điểm ở dưới. Đó. Thì khi mà người ta sẽ đưa cho bạn cái cục sắt, thì người bạn sẽ nhìn vào cái program mà người ta đẩy ra. Giả sử như người ta ghi thông tin, ok, bottom left corner G54 hoặc là G59 hoặc là G59, tùy cái ý mà người ta muốn mình làm ở đâu. Thì khi mà các bạn biết là bottom left corner, ok, khi mà người ta nói bottom left corner, ok, là các bạn phải biết các bạn lấy điểm G54 nằm đây. Thì khi mà mình lấy G54 nằm đây thì mình sẽ bung cái cục bạc lên. Khi mà mình bung cái cục bạc này lên như vậy thì mình hiểu đó là ok, quadrant number 1 là x cộng và y cộng hết, đúng không? Tất cả những cái tọa độ điểm x và điểm y nó sẽ là dấu cộng. Rồi bây giờ mình tương ứng với lại những cái bên này, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ lên master cam để mình show cho các bạn biết. Ok, hello mấy bạn nha. Thì bây giờ đây là cái phần mềm master cam của mình. Thì giả sử như mình vẽ một cái hình vuông. Thế thì một cái hình vuông, bạn đợi mình xí nha, mình vẽ ra nè, kìa, sao nó không cho mình vẽ, bạn đợi mình xí nha, đấy. Đây, ok. Ví dụ mình vẽ một cái hình vuông giống vậy đi. Đấy, các bạn thấy không? Thì khúc này mình sẽ gọi là sao các bạn? Mình sẽ gọi là quadrant số 1. Thì khi mà mình vẽ đây á, thì khúc này nè các bạn. Các bạn thấy không? Đây là góc tọa độ của mình nè. Các bạn thấy không? Cái đường intersect ở đây. Intersect có nghĩa là ngã giao ở đây, thì là cái điểm không của mình ngay đây ha. Thì cái điểm không của mình ngay đây, đấy, cái điểm không của mình ngay đây, thì cái điểm không này của mình sẽ đặt là G54. Thì giống như cái bài giảng mà mình chỉ cho các bạn đó, thì khi mà mình cái hình vuông này nè, mình đặt ở bên này, thì các bạn biết cái này là quadrant number mấy? Quadrant number số 1, đúng không? Thì với cái quadrant number số 1 này, thì những cái tọa độ này nó sẽ là tọa độ này nó sẽ là x cộng và y cộng ha. Thì cái này mình sẽ nếu như mà mình vẽ cái hình với cái góc tọa độ này, mình sẽ đặt ở đây là bottom left corner, đúng không ạ? Thì góc tọa độ nằm ở dưới và góc trái ha. Để mình coi mình vẽ được không. Để mình xem nha. Bottom đấy. Left corner. Corner. Ok. Thế thì chấm 0.1 đi. Và chấm 0.2. Chấm 2 đi. Đấy. Chấm 2 đi. Đấy, các bạn thấy không? Thì ngay khúc này của mình nè sẽ là bottom left corner ha. Đấy. Khúc này của mình sẽ là bottom left corner. Đấy. Rồi tiếp theo, nếu giả sử như mình vẽ cái hình vuông của mình bên này đi. Đấy, đó.
Thì góc này là góc tọa độ của mình. Đấy. Mình thấy không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ đặt tên cho thằng này để mà mình cho cái người chạy máy, người ta set up cái máy đó, người ta biết. Thì mình sẽ đặt ở đây là cái gì các bạn? Mình sẽ đặt ở đây là đấy. Thì à gì vậy? No. Mình sẽ đặt ở đây là cái horizontal ha. Thì mình đặt ở đây bottom left corner thì mình sẽ ghi cái thông tin cho người set up máy sẽ làm bottom right ha. Right corner ha. Bottom right corner. Bottom right corner là góc tọa độ của mình nằm ở ở bên phải góc ha, thì các bạn phải hiểu là cái hình của mình nằm ở hướng này. Rồi giả sử như đấy, giả sử như tiếp theo mình muốn vẽ cái hình ở dưới góc này. À quên, thì khúc này. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ làm thêm một cái ví dụ ha. Nhà ở bên dưới. Đấy, thì cái tâm của mình nằm đây. Thì khúc góc này nha. Từ góc này qua nè, thì mình sẽ nói là bên này là bên phải, ở này là top đúng không? Thì mình sẽ đặt cho nó là này là top đúng không? Top right corner. Ok. Đúng rồi. Top right corner. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, top right corner. Ví dụ nha. Một cái khác. Cái này có thử cái nha. Thì cái này là đấy, thì góc tọa độ của mình nằm đây. Đấy. Ok, mình sẽ gọi góc tọa độ này là đấy, mình sẽ gọi góc tọa độ này là gì đây? Khi các bạn muốn nằm góc nằm đây thì mình phải sửa lại là left. Mà cái này left thì sao bạn? Left nhưng mà ở top đúng không? Left mà ở top có nghĩa là top left corner. Top left corner nhé. Đấy. Đó, top left corner. Đấy. Thì corner có nghĩa là corner có nghĩa là gì các bạn? Corner có nghĩa là góc đấy. Ok. Chúc các bạn hiểu bài nha. Đấy. Mình xin kết thúc.